công cụ tài sản là cái của cái đầu kỳ đúng không? Thứ nhất là cái đầu kỳ thì em phải có những cái sổ như sau này, tại vì mình phải nhìn cái số dư tài khoản nhá, tại vì là cái kế toán trước em làm riêng trên máy khác, hôm nay mình nhận mình làm thì lại mình lại làm trên máy của mình, không có dữ liệu nối tiếp từ năm này qua năm khác. Còn sau này em làm ví dụ năm 23 em làm rồi, năm 24 em làm tiếp thì số dư nó sẽ chuyển sang, em không cần phải nhập cái đấy nữa nhá. Ví dụ tiền mặt là không cần này, tiền gửi ngân hàng là không cần chi tiết, khách hàng này là em có bảng để em nhập đây đúng không? Dạ đúng rồi. Đó em ghi cho chị này, mà 153 tồn kho, 153 công cụ dụng cụ là đang tồn là 544 triệu hơn, thì em phải xin cái bảng tổng hợp tồn kho của năm 2022 nhé, cụ thể nữa là tồn kho công cụ dụng cụ, chưa có bảng thì em đi xin cho chị để chị hướng dẫn nhập nhá. Phải nhập cái bảng đấy lên thì mới theo dõi được nhập xuất của tiếp theo. Mà thứ hai nữa là nó phải tồn, nó phải khớp giữa chi tiết và tổng hợp này, số này mới có số tổng hợp chứ chưa biết là cái nào tồn bao nhiêu cả đúng không, em hiểu bản chất chưa? Dạ. Chị thấy thì dòng tổng này là cân rồi đấy, đây hai bên là cân đối rồi, nhưng có cái là chưa có số chi tiết thôi. Rồi tương tự như thế thì 211 tài sản cố định hữu hình thì ở đây chị cũng thấy đã phân ra đủ rồi, có máy móc thiết bị phương tiện vận tải, thiết bị dụng cụ quản lý và cây lâu năm có rồi, nhưng mà chưa có chi tiết, em lại phải xin chị cái bảng theo dõi tài sản cố định, bảng theo dõi khấu hao tài sản cố định nhé của năm Yeah. 2022 thì mới biết được là trong cái máy móc thiết bị là gồm những cái máy gì, phương tiện vận tải gồm có những cái ô tô hay là xe máy loại nào vân vân, giá trị của từng loại là bao nhiêu, ở đây mới khai số tổng thôi nhé, để lấy hay còn gọi là bảng theo dõi trích khấu hao tài sản cố định nhé năm 2022 nhé. Đấy để biết được là đây là mình thấy có tài sản cố định là 4,4 tỷ mà đã hao mòn được 2,4 tỷ này, cái chỗ này cái số liệu này em hiểu không? Chỉ có cái là chưa có cái chi tiết thôi, em phải xin tiếp này, là hai cái em cần xin này. Rồi tiếp theo cần xin nữa là 242 chi phí trả trước, số dư của chi phí trả trước là 958 triệu này thể hiện cái giá trị còn lại của công cụ dụng cụ hoặc chi phí trả trước, nhớ là gạch chân chị chữ giá trị còn lại nhé, của công cụ dụng cụ hoặc chi phí trả trước chưa phân bổ hết, cái giá trị còn lại ở đấy là chưa phân bổ hết tính đến năm 2022, tính đến chốt cuối năm 2022, phải theo dõi để sang đầu năm 2023 mình tiếp tục phân bổ. Thế thì chỗ này là đang 958 thì em lại phải xin cái sổ theo dõi nhá, chi tiết nhá, loại gì ấy, ví dụ như là cái điều hòa, cái máy tính, như là cái máy móc gì phục vụ cho cái dịch vụ môi trường của em chẳng hạn, ví dụ thế nhá.